5 tiêu chí giúp bạn chọn một cây vợt có lông cho người mới chơi. Tiêu chí đầu tiên, bạn cần chọn một cây vợt có trọng lượng nhẹ, giúp bạn dễ dàng xoay chuyển trong từng tình huống tấn công cũng như là phòng thủ nhá. Tiêu chí thứ hai, cây vợt của bạn nên có một cái thân dẻo, nó sẽ giúp trợ lực tốt cho những người có cái lực của tay yếu, giống như các bạn mới chơi vậy. Tiêu chí thứ ba, đó chính là bạn cần chọn một cây vợt có lông có cái điểm cân bằng ở mức cân bằng nhá. Thông thường nó sẽ rơi từ 280 đến dưới 295mm anh em nhé. Thứ tư, đó chính là bạn cần chọn một cây vợt có mức căng dây phù hợp. Thông thường người mới chơi sẽ căng ở mức từ 10 đến 10.5kg. Và tiêu chí cuối cùng, bạn phải xin tiền mẹ trước khi nhắc tới 4 tiêu chí trên. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá.